Thi Thiên 110. Đức Giê-hô-va phán với Chúa con rằng: Hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con. Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va sẽ mở rộng vương quyền hùng mạnh của con. Hãy thống trị trên các kẻ thù của con. Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh, con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân. Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông. Đức Giê-hô-va đã thề và không đổi ý rằng: Con là thầy tế lễ đời đời theo bang Melchisedec. Chúa ở bên phải Đức Chúa Trời sẽ chà nát các vua trong ngày Chúa nổi giận. Ngài sẽ phán xét các nước, làm cho khắp nơi đầy xác chết. Ngài cũng sẽ chà nát những kẻ đứng đầu trên cả trái đất. Vua sẽ uống nước suối bên đường. Vì thế, vua ngẩng cao đầu đắc thắng. Phi-e-rơ nhất, chương 2. Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo. Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người lội ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh có chép: Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng, ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn. Vậy với anh em là người đã tin thì Ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá bị thời xây lội ra đã trở nên đá góc nhà, và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã. Họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo như đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương. Ta khuyên này anh em phải cử kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn. Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. Vì Chúa, hãy thuần phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại. Là đệ tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Là những đệ tớ, anh em hãy tuân phục chủ mình với cả lòng kính sợ, không chỉ với những người chủ hiền lành, tốt bụng, mà cả người chủ khó tính nữa. Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. Nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ, thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài. Ngài không hề phạm tội, nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá. Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình.
Ê-xê-chiên chương 25. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy xây mặt về hướng dân Ammon và nói tiên tri chống lại chúng. Con hãy nói với dân Ammon: Hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi nói ha ha về nơi thánh ta khi nó bị ô uế, về đất Israel khi nó bị hoang vu, và về nhà Juda khi nó bị bắt lưu đày. Cho nên, này, ta sẽ phó ngươi cho dân phương đông làm sản nghiệp. Chúng sẽ đóng trại và cất nhà mình ở giữa ngươi. Chúng sẽ ăn hoa quả và uống sữa của ngươi. Ta sẽ khiến thành Rabba làm đồng cỏ cho lạc đà, và đất Ammon làm chỗ nghỉ ngơi cho bầy súc vật. Lúc ấy, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-hô-va phán: Bởi ngươi đã vỗ tay, dậm chân, lòng đầy khinh bỉ và reo mừng nghịch với đất Israel. Cho nên, này, ta đã giơ tay ta ra chống lại ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm mồi cho các nước. Ta sẽ loại trừ ngươi ra khỏi các dân. Ta sẽ tiêu diệt ngươi khỏi các quốc gia. Ta sẽ hủy diệt ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: Vì Mô-áp và Sê-i-rơ có nói rằng: Kìa, nhà Giu-đa cũng như các nước khác. Cho nên, này, ta sẽ phá các thành nơi biên giới của Mô-áp, tức là tất cả các thành làm vinh hiển cho xứ ấy, như thành Bet-Jesimoth, Ba-an-me-on và Kiri-a-tarim. Ta sẽ phó xứ Mô-áp và Ammon cho dân phương đông làm sản nghiệp, để cho dân Ammon không còn được ghi nhớ giữa các nước nữa. Ta cũng sẽ thi hành sự phán xét trên Mô-áp, và chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: Vì dân Ê-đơm đã trả thù nhà Giu-đa, và nó đã phạm tội nặng khi báo thù nhà ấy, nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ giơ tay chống lại Ê-đơm, sẽ tiêu diệt người và vật ở đó. Ta sẽ làm cho thành ấy hoang vu, từ Thê-man đến Đê-đan. Chúng sẽ ngã chết bởi gươm. Ta sẽ dùng tay dân Israel để báo thù trên Ê-đơm, và dân ấy sẽ đối xử với dân Ê-đơm theo cơn thịnh nộ và tức giận của ta. Bây giờ, chúng sẽ biết sự báo thù của ta như thế nào. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán: Vì dân Philistin với sự khinh bỉ và mối thù truyền kiếp đã báo thù một cách độc ác nhằm hủy diệt Giu-đa. Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ giơ tay ra chống lại dân Philistin, tiêu diệt người Cơ-rết và giết hết những kẻ còn sót lại dọc theo bờ biển. Ta sẽ thi hành sự báo thù lớn đối với chúng, dùng cơn giận trừng phạt chúng. Bây giờ, chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta báo thù chúng. Ê-xê-chiên chương 26. Vào năm thứ 11, ngày mùng 1 của tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Hỡi con người, Ti-rơ đã nói về Giê-ru-sa-lem rằng: Ha ha, thành làm cửa của các dân đã bị đổ nát rồi, đã đến phiên ta, ta sẽ được thịnh vượng. Còn nó giờ đã trở nên hoang vu. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi Ti-rơ, này, ta sẽ chống lại ngươi. Ta sẽ khiến nhiều nước chống lại ngươi như biển nổi ba đào. Chúng sẽ hủy phá những vách thành Ti-rơ và triệt hạ các tháp của nó. Ta sẽ cào sạch bụi đất, khiến nó thành một tảng đá trọi. Nó sẽ trở thành một chỗ để người ta phơi lưới ở giữa biển. Vì chính ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán: Nó sẽ làm chiến lợi phẩm cho các nước. Các con gái nó đang ở đồng ruộng sẽ bị giết bằng gươm, và chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ đem Nebuchadnezzar, vua Babylon, là vua của các vua, với ngựa, chiến xa, kỵ binh cùng đạo quân đông đảo, hùng mạnh từ phương Bắc đến tấn công thành Ti-rơ. Vua ấy sẽ dùng gươm giết các con gái của ngươi đang ở ngoài đồng, sẽ xây đồn đắp lũy và dương thửng lên chống lại ngươi. Vua sẽ đặt máy phá vách thành và dùng búa triệt hạ các tháp của ngươi. Ngựa của vua ấy nhiều đến nỗi tung bụi đất che phủ ngươi. Các tường thành ngươi rung chuyển vì tiếng của kỵ binh, xe tải và chiến xa khi vua ấy tiến vào thành qua các cổng, như tiến vào một thành bị chọc thủng. Vó ngựa của vua ấy sẽ giẫm nát các đường phố của ngươi. Vua sẽ giết dân ngươi bằng gươm, và những cột trụ kiên cố của ngươi sẽ bị ném xuống đất. Kẻ thù sẽ cướp tài sản của ngươi, đoạt lấy hàng hóa ngươi, phá đổ vách thành ngươi,
chúng sẽ phá đền đài ngươi và ném những đá, gỗ và bụi đất của ngươi xuống biển. Ta sẽ làm tiếng hát của ngươi câm bặt và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn hạc của ngươi nữa. Ta sẽ khiến ngươi trở thành tảng đá trọi. Ngươi sẽ trở thành một chỗ để người ta phơi lưới và không bao giờ được xây dựng lại, vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán với thành Ti-rơ rằng: chẳng phải khi nghe tiếng ngươi bị đổ xuống, kẻ bị thương rên xiết, sự tàn sát xảy ra giữa ngươi, thì các hải đảo đều rúng động sao? Tất cả các thủ lĩnh miền biển đều xuống khỏi ngai mình, cởi áo choàng ra và lột bỏ những áo thiêu. Họ bị sự kinh hãi vây phủ và ngồi xuống đất. Họ luôn luôn sợ hãi, khiếp vía vì ngươi. Họ sẽ hát cho ngươi bài ai ca về ngươi rằng: sao ngươi bị hủy diệt, biến mất khỏi biển khơi? Hỡi thành danh tiếng và vững bền ở giữa biển, là chỗ người đi biển cư ngụ. Ngươi với dân cư ngươi làm cho mọi người khiếp sợ. Bây giờ các hải đảo sẽ run rẩy trong ngày ngươi bị đổ nát, và các hải đảo trong biển sẽ kinh khiếp về sự sụp đổ của ngươi. Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán, khi ta sẽ làm cho ngươi hoang vu như những thành không có dân ở, khi ta sẽ khiến sóng từ vực sâu phủ trên ngươi và các dòng nước lớn che lấp ngươi, bấy giờ ta sẽ khiến ngươi xuống với những kẻ đã xuống vực sâu. Đến với dân đời xưa, ta sẽ khiến ngươi ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang vu từ đời xưa, với những kẻ đã xuống vực sâu, để cho ngươi không có dân ở nữa. Nhưng ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống. Ta sẽ dùng ngươi làm một nỗi kinh hoàng. Ngươi sẽ không còn nữa, và dù người ta có tìm ngươi cũng sẽ không hề thấy ngươi nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy.